rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì để ăn mừng cái mốc 1.000 lượt ở ngoài 1.000 lượt sub, thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game. Hôm qua mình có giới thiệu cái con là Kiếm Thế 3D Việt hóa rồi ha. Thì hôm nay á, mình xin tại sao để mình nói cái tại sao hôm qua mình lại up con đó, mình đào mộ con đó lên để là cho các bạn chơi thử và biết được là đâu là chỗ nâng cấp này nọ, mua gì ha. Hôm nay mình up cái bản này là bản thâu và mê ha. Và mình nói trước luôn với một số anh em, đó là nếu mà chơi á, thì giữ gìn cái server giùm mình. Tại vì không phải là một mình các bạn chơi mà nhiều người chơi, nên các bạn thâu cũng vừa phải thôi, thâu quá lắc server nữa sập luôn khỏi chơi ha. Mình thấy một số trang group này nọ là đang bán thâu con này ha. Một tài khoản là 100k, 50k gì đó. Thì hôm nay mình làm con này ha. Mình biết chắc cái luôn á, là mình làm con này, mình up con này lên là mai chiều là sẽ có người là sẽ bung thâu gm ra. Thì ai bung thì bung, mình làm thì làm, ai bán thì bán. Này là mình làm vì anh em mà. Rồi, bắt đầu vào đăng ký ha. Cũng như cái kia thôi ha. Kia đăng ký sao thì cái này đăng ký đi vậy. Ở trên này là tài khoản ha. Ở dưới này là cái mật khẩu ha, nhập lại mật khẩu. Còn đây là cái email ha. Các bạn muốn nhập cái gì thì nhập, nó nhập tào lao như mình ha, a còng ha, chấm 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 tào lao gì ha, chấm cơm. Rồi ok. Được chưa ta? Hình như là được rồi đó. Rồi ra lại ha, coi nó được chưa ha. Rồi ok ha. Các bạn coi kỹ, coi hết video rồi hả, chơi ha. Để bớt mà hỏi mình những câu mà nó gọi là hơi bị thừa thải. Cũng chỉ có một server ha. Ủa phải không ta, hay nó vô cái ạc cũ của mình vậy? À không, ở đây là cái bản mới ha. Đó, rất là nhiều nhân vật ha, để mình lướt sơ. Mình đang ở bên này ha, cái màu xanh ha, để mình lướt sơ từ trên xuống cho các bạn xem. Đó, điểm danh tướng ha. Quơ quơ nè, múa nè, cầm bắn nè, bành. Đó, cái cung cũng khá đẹp. Bên này là nhân vật nữ ha, đù. Hai trái bồng đào, hãy nói là ôi ơi có kìa. Sao mà nó bự dữ vậy không biết. Ôi ơi có kìa. Trời ơi, ở trong mặt màu đen nữa nè. Trời ơi, nhìn đã không, game này là chết. Rồi đây là chibi ha. Đó, bé nó chưa lớn ha, bé nó còn nhỏ ha. Ủa nãy giờ đang ở bên này phải không? Không, đang ở bên này. Đúng rồi, đang ở bên này. Rồi đi từ bên này ha, cầm quạt nè ha, ở lòng cầm ô nè. Đó, đây em vú bự hồi nãy ha, để mở tiếng lên coi. Đó, nhích nhỏ nhỏ lại coi. Rồi mình mở tiếng thì trong cái chỗ phát thì nó cũng đâu có thu lại đâu. Rồi tắt luôn đi, trong video nó cũng đâu có thu lại tiếng đâu. Đây, đây cũng là chibi ha. Trời, tới cầm kiếm ha. Mua kiếm nè, đó. Mình khoái chọn cái nhân vật bên này hơn, tại vì các bạn cũng thấy rồi đó. Trời ơi, quá trời bự.
sexy nữa chứ. Trời ơi, ở đây là chibi ha. Đây là cầm cây lữ hái ha, lữ hái này hình như là có hai cái hai lữ đó. Ồ, sát khí lên cuồn cuộn rồi. Đây là em nữ ha, đó, cũng hai lữ, còn cái lữ đâu đây nữa nè. Đó, con này mình rất là hay, thích ha. Cái bản này, trời ơi, chắc chút mình chọn con này quá. Nhìn dễ thương gì đâu á. Con này với thằng BD vậy, nghỉ mẹ đi. Đây, cầm đàn tỳ bà ha. Tưng 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 tưng. Đó, nó đờn vậy đó. Đó, tới em ra nè. Ừ, nâng 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 ô lộng tưng 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 tưng. Đó. Nhiều bạn hỏi sao mình không làm video mà cười này nọ ha. Thâu vô mấy tiếng cười này nọ cho nó vui. Trời ơi, không có thời gian các bạn ơi. Rồi, đi hết sơ lược cái nhân vật bên này rồi ha. Bây giờ mình chuyển qua bên này ha. Đi từ trên đi. Đây, cầm kiếm ha. Thật ra không biết nó là cái kiếm hay cái đao nữa. Bên này thì nam nhìn có vẻ cứng rắn hơn, nữ nhìn có vẻ yểu điệu hơn và ngực hơi bị lép hơn ha. Ăn mặc kín cổng cao tường quá, khuôn đuột như cây tre vậy đó. Là bên này có những nhân vật chibi nè, nhân vật nam nè, bên này có nhân vật nam chibi nè ha. Bên này cũng cầm ô nè ha, nhưng mà yểu điệu hụt nữ hơn ha. Ở đây nó nhô nhô được chút. Đó, chibi luôn ha. Chibi luôn, đó. Rồi đây là cầm kiếm như bên kia ha. Cũng không có gì khác ha, chỉ có khác mà nhân vật mặc áo này nọ thôi ha. Này cũng chibi luôn. Chibi luôn. Đây, đây là cũng chibi ha. Đó, cái này phái này bên kia không có ha. Đó, bên đây này nam là hồ luôn. Đẹp ha, cái phái này ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobi là nó kêu một phái gì nè, mới ra hôm bữa nè, Thiên Sơn gì vậy. Không nhớ nữa. Ở đây là cầm hương ha. Múa đi, múa đi. Đó, cầm hương nè, đó. Múa đi, múa đi. Ở bên này cũng cầm đàn ha, nhưng mà chỉ có một nhân vật nữ rồi ha. Bên này lữ hái ha, cũng hai lữ mà một nhân vật nam mà ha. Ở đây thì con gấu nè. Chỉ có hai nhân vật chibi thôi ha. Cung thì đầy đủ. Đó. Rồi, thôi về giọng mà nãy giờ cũng nhiều rồi. Quay vô cái phần mà đâu rồi, cái con gấu nằm bên này nè. Đây. Rồi bây giờ mình set up cái mặt nó ha. Mặt nào dễ hơn nè. Mặt thứ nhất, mặt thứ hai, mặt thứ ba. Thứ ba môi bị gì ta? Mặt thứ ba đi. Rồi mắt. Mặt này đi. Cái này lông mi chứ, nãy lông mi này mắt nè. Mắt này đi. Môi nè, ở môi nào quyến rũ các bạn. Môi này quyến rũ đi. Đây là tóc ha. Tóc đuôi gà nè ha. Tóc chùm nè ha. Tóc này có bộ ẩm sáng láng hơn nè ha. Lấy tóc này đi. Rồi đây là khuôn mặt ha. Có ấn trên đầu ha. Hai chấm hai bên. Mặt mộc ha. Dễ vậy đi cho giống mặt mèo. Rồi đây là tai ha. Tai và đuôi, đây là đuôi rồng nè ha. Đó, sừng là sừng con rồng ha. Một là con cáo nè. Nhìn nó hơi đẹp ha. Đây là con mèo nè ha.
Đây là con cáo trắng nè ha, lấy con cáo trắng đi. Áo nè, kính cổng cao tường nữa ha, đây là màu xanh nè. Ôi màu xanh mà nó vẫn nhô nữa các bạn. Ui rồi ôi ơi, sexy đi. Tên nhân vật ha, cái gì đây? Hình như là có rồi. Bị gì vậy? À, không được quá 6 chữ hả? Không được quá 6 chữ nha các bạn. Còn bạn nào mà nó quay 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 mà nó không có vào được á thì các bạn hót ra và vào lại ha. Là nó sẽ có nhân vật cho chúng ta ha. Đây cả nhà nè. Hồi nãy giờ cái phần mà giới thiệu nhân vật thì nó cũng hơi bị nhiều ha. Chắc cái này mình sẽ chia ra làm hai video ha. Thôi mà chắc là một video luôn, đặng cho có gì anh em cài cái thời gian giùm mình luôn. Tại vì mình mới có chưa đủ thời gian mà gọi là gì ta? Mua cái đủ đủ cái thời gian mà mở kiếm tiền ha. Hiện tại thì có nhiều kênh cũng như là nhiều cái fanpage này nọ đang bán cái GM của con này ha, khâu GM ha, một con vậy là 150 gì đó. Bên mình thì bên mình làm free cho anh em ha. Nhưng mà mình biết chắc luôn là vài bữa nữa là nó cũng bung thâu à, để cho server nó sập. Mình chạy nhân vật một chút nha các bạn. Đây là nó lên được là level 36 rồi ha. Nhân vật rất là nhanh lên cấp nha các bạn. Đây nó cho hai lá hư gì nè. Thiệt luôn á, nó làm gì chút là lắc banh à, banh nó ạt luôn nè. Rồi thấy vậy là thấy lắc rồi đó, đỉ mẹ nữa. Đấy nó ra nó chỉ vô đây là ngay chỗ này nè, các bạn mở lên là nó sẽ kêu là chọn mấy con ấy nè, mà đỉ mẹ nó lắc luôn rồi, lộn thiệt chứ. Hôm nay cho nó đứng yên chứ thiệt. À, đứng yên coi. Rồi lắc luôn rồi đó, đỉ mẹ nó. Rồi lắc luôn rồi. Để mình quay lại mình tạo cái đặc khác cho các bạn ha. Đặc này đéo chạy nhiệm vụ được đâu. Nó có hiện các bạn hướng dẫn miết luôn á. Ờ, sau khi mà một thời gian mà mình không có ấy được thì bây giờ mình suy nghĩ lại và quyết định là mai chiều thì có nhiều người cũng sẽ bung thâu bung bát GM thôi. Thì hôm nay mình sẽ bung luôn. Một 1.000 subscribe mà chơi lớn luôn. Bung bát GM luôn ha. Rồi bây giờ mình vào cái link ha. Rồi các bạn cũng thấy là ở đây nó đang VIP không nè ha. Đó, chưa có VIP què gì hết, chưa nạp một đồng nào nè ha. Đó. Rồi Kim Nguyên Bảo cũng chưa có nè ha, khóa này nọ cũng chưa nè ha. Đó. Hôm nay mình share luôn cái bát GM của con này luôn. Anh em nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nha. Và rủ bạn bè anh em gì đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh của mình nha. Lên được 10.000 subscribe ha,
mơ mộng cao hơn chút là 100.000 subscribe thì sẽ có quà cho anh em ha. Đó, các bạn lấy cái ID này nè ha, các bạn gửi cho mình ha. Mà cũng không cần gửi nữa, tại vì mình cũng làm biến rip tin nhắn của anh em quá. Tại mấy bữa nay cũng hơi bận nên mình tính nghỉ một ngày, share bát cho anh em luôn, chơi lớn luôn. Rồi bây giờ chúng ta vào cái link thâu ha, link thâu mình có để ở dưới cái comment ha. Ủa lộn, để ở dưới cái phần miêu tả của game ha. Rồi cái bát mình cũng để cái link ở dưới ha. À có nhiều anh em, để cái phần thâu nè. Có nhiều anh em cái mã gmail nè, anh em nói hồi sao không cho luôn có cái mã mà cũng ấy. Ủa cái gì cho không thì nó còn gì để nói nữa, nên mình ghép link luôn. Cái link nó không được nhiều hết đó các bạn đừng hỗ trợ, có nhiêu đây cũng đi kiếm tiền. Tiền được nhiêu đâu, một cái link như vậy không biết được 2.000, 3.000 không nữa. Bớt ha, bớt đơm đặt ha. Rồi các bạn lấy cái mã đó, các bạn bỏ vào đây ha. Server thì hỏi đi, tại có một server, giờ chúng ta nhập cái mã ha. Cái mã ID ha, 1, 2, 3, 2, 1, 7, 0, 8, 4. Rồi tham gia ha, rồi như vậy đã thành công rồi ha. Rồi bây giờ mình nạp ha. Đây là 100 triệu ha. Các bạn đừng có nạp nhiều nha, nạp nhiều là không có xài được ha, nó bị âm á ha. Đó, vô 100 triệu, lên VIP 31. VIP 1 nữa ha. 2 nè ha. 3 nè ha. 4 nè ha. 5 nè ha. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè. 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 24 nè, 25 nè, 26 nè, 27 nè, 28 nè, 29 nè, 30 nè, 31 nè, mát VIP nha. Đó, mình chắc là sẽ có nhiều kênh qua lấy cái phần này của mình đem về, thế nào cũng đem về à. Đâu rồi, để vô cái túi coi. Quá trời đồ nữa ha. Rồi các bạn nhìn đây ha, mình thâu vật phẩm cho các bạn xem luôn ha. Mình dám cá với các bạn luôn là sẽ có nhiều kênh vào và lấy cái game này đi ra. Ừ, anh em nào muốn chơi và phi một 100.000 kim nguyên bảo ha, để cái ID nhân vật lại rồi ad sẽ tặng 1.000 kim nguyên bảo ha, 100 triệu kim nguyên bảo gì ha, chắc là dám có lắm. Đây 100 triệu này ha các bạn. Rồi bây giờ túi tiền lớn, để mình coi mình muốn hâu cái gì đây, hâu cái gì cho có tiếng Việt cho các bạn dễ coi đây. Của Điều Bay, Quảng Nam, Thổi Vàng, Tình Yêu, Cáo Bạc, Cáo Lô Lô nữa. Đây, ấm này đi. Gửi thư ha. Đó, như vậy là gửi thành công ha. Đó, đây, Cáo Lô Lô ha. Bấm vào đó là nhận ha. Rồi, vào đây ha. Đây, cáo nè. Ủa này là bán rồi, để mẹ nó chưa mặc được con đó hả? Ở hỏi thâu cái khác. Thần thú nè ha. Rồi gửi. Thần thú là con gì đây? Không biết xài được cái này không nữa. Đu, được con hưu các bạn, được con hưu. Đồ con hưu ếch ếch luôn, ba ếch luôn, ngon lành ngon lành. Đây con hưu nè các bạn, ngon lành luôn. Gửi, bấm đây là gửi nè ha.
Ủa đem nó ra chứ, đem nó ra đi đánh phụ. Đó. Ngon lành canh đào. Các bạn thấy không, hồi nãy mình làm video là 3 giờ mà bây giờ lại là 5 giờ mấy rồi nè. Là các bạn biết làm cái con này là nó cực tới cỡ nào. Giờ mình quyết định này, con này nó hướng dẫn cái gì kệ bà nó đi, không quan tâm nữa, mệt rồi. Các bạn nào mà nói không hiểu game này chơi sao thì có thể qua cái bài ở trong danh sách mình có một con game hôm qua mình mới đào mộ lên ha, đó là bản tiếng Việt ha. Còn bản này là bản thâu gm ha, mình phi cho các bạn là cái bát gm luôn rồi đó, các bạn tự xử ha. 1.000 subscribe rồi chơi lớn luôn. Vậy mà không có anh em nào giới thiệu bạn bè qua ủng hộ kênh của mình, hay là kênh của mình là không có thu phí này nọ đó, không có bán, không có giới thiệu này nọ đó, chỉ là làm game free gì cho anh em chơi thôi, mà anh em đăng ký ít quá thì thấy buồn luôn á. Nhớ like cái fanpage cho mình luôn nha các bạn. Fanpage mà ít người like quá, thấy buồn ghê luôn, có 200 người like cái fanpage à. Kỹ năng ha, bấm vào đây là cộng hết nè ha. Nâng cấp auto nè. Đây là chọn cường hơn, không cần cường hơn rồi, để vậy đi. Này là mua nhà, mua đất vậy. Thâu đó ha, các bạn chơi giữ gìn server ha. Các bạn chơi mà hư server là mình không chịu trách nhiệm ha. Rồi đây nó cũng phi cho chúng ta một ít ha. Ở đây chúng ta có shop nè ha. Đây các bạn, mai chiều mình sẽ làm một cái video ha, hướng dẫn cho anh em, ví dụ như là bây giờ thâu đó làm sao ha. Đó, tuyệt chiêu nè, đu. Thâu mà tìm vật phẩm làm sao ha. Nghĩa là bữa nào mình rảnh mình sẽ live stream tám dóc với anh em này nọ ha, để tăng cái thời gian mà xem video của mình lên ha. Chứ hiện tại thì mình cũng chưa đủ thời gian mà để mở kiếm tiền này nọ ha. Đồ kỹ năng đó, ừ có tai mèo, à cái đó là cái tai mèo. Vì mới vô có đánh mấy kia cái chết hết mẹ rồi. Chán gì vậy? À đây là cây chổi bay ha. Đồ đó, xách cái chổi bay luôn rồi. Đồ đồ bay đẹp ghê không. Ô bay tới đâu đây, bay tới đâu đây. Đồ 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 đẹp ghê không đó. Ừ chim bay dựng hú gì đó đó. Ô con này cây chổi hay cây kiếm ta?
Rồi video tới đây ha, các bạn hãy like, share cũng như là đăng ký kênh và like fanpage ủng hộ mình nha. Anh em nào thấy hay thì có thể ủng hộ kênh bằng cách inbox cho fanpage ha. Có nhận Momo, Cạc, Vina, Viettel này nọ nha. 50, 100, 10 ngàn, 20 gì cũng được ha, tùy lòng hảo tâm của anh em ha. Để giúp cho anh em làm game cũng như là người ta bỏ cái thời gian ra làm cho anh em này nọ ha. Mấy game này là free hết nha, bên mình không có khuyến khích anh em mà nạp cạc này nọ nha. Còn như cái con mà mộng kiếm thì bên mình được chiết khấu là 300 ngàn là được. Anh em nạp mà 300 ngàn mà đọc nói là bên người bên heo VKT qua thì sẽ bên mình sẽ được khuyến mãi chiết khấu là 50 ngàn ha. Nhưng mà cái đó là anh em nào mà ấy thì mình sẽ đưa lại ha, inbox cho mình xác nhận là bên ad là có nạp thì mình sẽ gửi lại anh em 50 đó ha. Bên mình không lấy một thứ gì hết ha. Đó, tất cả là để cho anh em chơi vui free thôi chứ bên mình cũng không có nhận gì hết ha. Chiết khấu bên mình cũng để lại cho anh em luôn ha. Vâng, cảm ơn anh em đã xem video tới giờ phút này ha. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Nói chung còn nhiều thứ để nói lắm nhưng mà để video tiếp theo đi, hoặc là bữa nào livestream đi mình sẽ nói tiếp. Còn cái video này là để ăn mừng và đánh dấu cột mốc 1000 subscribe ha. Anh em nào có chơi game này rồi á thì đừng có ném đá chọi đá gì mình ha, tội mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ xem hết cái video ha. Xem hết cái video rồi hãy đặt câu hỏi ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.